Rồi ok, em chào các bác nha. Em nay quay cho các bác, có mấy bác hỏi chiếc này quá mà bữa giờ em bận Novo quá, em đi Sài Gòn mới về. Xe cộ nhỉ, xe cộ á. Rồi em quay cho các bác xem chiếc US40 nhá. Chiếc này thì dàn áo em sơn lại rồi này. Cầu số rồi, máy móc thì em chưa động chạm gì nhá. Từ từ đã anh xí để em quay máy luôn. Như một quả tạ đầu, tiếc đầu luôn, tạ không làm này. Đào vào mê luôn nhé. Cầu số thì ok nha. Có cặp lốp trước thì nó hơi xấu, cặp lốp trước này theo nhu cầu bác nào muốn thay thì thay thôi. Còn nó nguyên bản nó sẽ như vậy, như thế nào như vậy nhá. Giờ mà thay thì nó sẽ đổi giá lên thì nó sẽ khó. Nên nhu cầu của mỗi người thôi. Máy móc em này zin nhá. Có do xịt rửa nhiều nó bong cái lớp sơn lên thôi, nên là nó bị bong lớp sơn này, để mấy hôm mưa mà nó xỉ luôn này. Thầy mình kêu cái phần bô thì em khỏi phải gỡ đây nhá, tại sao cái lắp phần bô với nó đấy rồi. Đâu này thì số cơ bên cơ nhá, cặp lúc sau thì còn đẹp, lúc sau thì 3626 nhá. Số cơ bên cơ. Đây này, cái sơn zin của nó đây này nhá. Cái sơn zin của nó này, bữa nó cái màu sơn này nhá. Đấy, nó, cái màu sơn nó giống như thế này này. Nó để nó hơi nhìn nó xấu xấu nên em bỏ em sơn này luôn. Ngoài trời mấy hôm mưa. Cầu số đô rang nhá. Đây, máy che luôn, không máy che zin nhá. Cầu thì không có tí nhớt nào đâu nha. Ok hết nhá. Cái này thì bên này do em, cái bên này nó cột cái dây rồi. Nên là cái máy anh mở ra, nó lại là máy zin nhá, động cơ zin. Các bác xem. Được, anh đang để tầm chậm ấy nha.
đấy, cái tầng này gạt về đằng sau, gạt về sau cùng luôn. À, thử tranh cái ben nhé, thử tranh cái ben. Rồi hạ xuống. Rồi lên. Rồi ok hạ đi. Ben lên nhẹ nhàng đấy. Gạt cái tầng kia xuống. Rồi. Rồi ok chạy. Xe luôn. Nắng này thì có nắng đẹp, có tí nắng này chứ mọi bữa toàn mưa các bác ạ. Quay này đây rồi. Mỗi lần đi chạy xe thử xe mà ông cứ chạy tít nút đi đâu ạ. Không dám hết ga luôn mà chạy cứ bình thường nhưng mà không dám hết ga. Kiểu như lái xe vẫn còn sợ. Rồi đấy, đi xấu nhanh thả côn như vậy. Không quen xe, chán. Về đây rồi, không biết chạy thì khổ lắm. Ôi trời, mẹ bảo nó vô nhà, nó lại chạy đi luôn chứ rồi. Chán thật cái thằng rồi, nó như này. Chưa đủ độ phê à, thôi để nó chạy đây, em không quay xe video đâu. Thì nó đợi xe về để em quay nhá. Mà thôi em ấy không cả. Các bác là có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé, em với cây bạn đàn ông nha. Xe thì hiện tại em bán được 125 triệu đầu không á. Em đang còn chiếc 3202 này, chiếc MT 30 xe bãi này. Hôm mới về đây mà nó bị sập cái dàn áo nên em bỏ em sơn lại luôn. MT 30 xe bãi nhá, 3202 xe dân dùng nhá, 325 động cơ 45 HP, MT 30 và MT 22. Rồi ok. Đây nó về đây rồi. Chạy rồi, chán thật, không biết chạy rồi. Anh ngoắc mày vô nhà mà chứ bảo mày chạy đi đâu luôn nữa đâu. Chán. Thanh niên chạy xe không quen dòng này, nó chỉ chạy biết chạy xe cái dòng kia thôi. Mấy dòng này nó không biết chạy. Không cày hai phanh không? Rồi ok nha các bác. Của nó có bộ kiếm luôn nhá, nhưng không biết để chỗ nào đấy. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Em chào.